hoàng tử ếch. Đấy, anh tạm đặt hoàng tử ếch bởi vì nó giống con ếch. Đúng rồi. Nếu đặt con nhái bén thì nó lại không hay. Không, hoàng tử ếch đẹp. Đấy, lưng lưng con ếch ấy. Lưng con ếch mà nó ôm này, hai cái chân nó quặp này, nó nhảy lên nó bao giờ nó cũng quặp hai cái chân đấy. Lưu hay nhỉ. Mà nuôi đúng là cái góc cái đi. À, thế nên anh đang bảo là cái chân này cái này bỏ đi. Bỏ cái nào anh? Ngẻ đi, ngẻ hẳn cái chân này đi. Chân này này, để treo mỗi cái chậu cây này, treo bộ này. Xem được không? Được. Để vừa hai anh em đang bảo là mai mốt những cái rễ này nó căng to tí xong bắt đầu lấy khoan ngẻ cái này đi. Cái này nó khoan rút lõi, rút. Khoan rút. Thì nhìn bắt đầu nó chênh vênh thì đúng rồi. Thế là mới nghệ thuật. Đấy. Hoặc là mình sẽ không ngẻ hết mà mình sẽ để lại một phần, ví dụ thế. Ví dụ như là những cái mặt tròn này có thể vẫn để được. Đúng rồi. Cái này vẫn để rồi. Cũng bắt đầu phải ngăn từ đây thôi. Đấy, ví dụ đấy. Cho nó nội cái chân của cái này vẫn là coi đấy. Như là cái bàn đỡ của cái này. Thì cái hình tượng nghệ thuật ấy mà nó có nét thiếu nét đủ thì nó sẽ người ta sẽ tưởng tượng ra, hình dung như thế. Còn để cả nguyên như này thì nó lại là cục bịch. Nhưng mà mình Nghệ thuật thì trừu tượng bao giờ cũng đẹp hơn là nghệ thuật là tranh vẽ. Đấy gọi là tranh vẽ mà tranh chụp, gọi là tranh chụp mà nhìn thì nó thấy đẹp thôi nhưng mà để nó không có chiều sâu. Còn những cái ví dụ như bây giờ mình sẽ bóc cái phần chân thì bóc hết chỗ phần hở này chẳng hạn. Để lại cái phần này. Không để lại cái phần chân ẩn bên trong này, còn bên này cũng bóc hết phần này để vào phần kia. Đấy thì bên này một nửa thì nó người ta sẽ hình dung là ngày xưa có cái đôn nhưng mà nó bị mục thì đấy. Ví dụ để lại cái tàng tích của nó. Được tàng tích thôi, đấy gọi là tàng tích đấy, đúng. Chứ không để lại nguyên khối như này. Đúng rồi. Chính vì thế thì nó mới tạo ra cái lối lốt cổ và lốt nâu lăm là nó ăn ở cái chỗ đấy. Nghệ nhân hơn mình. Anh em mình khá đập rồi. Đường chạy đoạn hình dị nhỉ. Con này nó sổng đất chứ năm nay nên màu da nó biến ngay đây, cả cái chỗ này là trước là nó đặt ở bờ tường xong rồi nó vứt bẹ ra ngoài đất. Thế nó bắt đầu nó mới, khi rễ nó ăn xuống nó mới to nhanh như này chứ. Mà khi ăn to thì nó lại thành đẹp. Đấy. Cứ ngắm hết cái này đi. Nhưng mà hôm nay chuyển lên đây là đấy, tư vấn cho anh em một cái chân này rất hay. Vừa anh em cũng đang nghĩ là bỏ đi. Nhưng mà đúng là phải giữ được. Đúng, giữ được nguyên cái bát tròn này là không còn hay đấy. Để lại một ít tàng tích. Không, cái này là để nguyên trên. Dạ. Cắt gọi là cứ cắt. Đây nhá, bây giờ sẽ rút hết toàn bộ cái phần này ra. Để nguyên cái đĩa này đúng không? Rút hết cái đấy. Này ra. Rút hết cái này ra. Đúng rồi. Để góc trong bên trong này. Nghĩa là cái này nó vẫn để cho nó ôm. Bên trong này vẫn để nó ôm. Vẫn để cái đĩa tròn này. Nhưng mà cái nửa này có thể vẫn nên để nhỉ, để nhìn thấy chỗ này thì để đúng. Đấy, thì để đây cho là ý em là chỉ rút đây này. Đấy, rút chéo này. Đúng không? Rút chéo. Đấy. Bên kia cũng rút chéo bên kia thôi. Mình gọi là mổ theo cái kiểu gọi là khoan, bị bom đạn ném vào đấy. Như tuyển một khoan giúp nó chuẩn. Đúng rồi. Đấy. Hay đúng không anh? Đấy, có anh em vào nó khác. Đấy, xong chưa, để chúng ta sang hay là cái bộ bóng này em nghĩ là anh Ninh cũng nên kết thúc và đè đi, đè cao quá là nó, tại vì cái toàn bộ cái phần thân của anh nó cao rồi, chỗ này nó cao rồi. À, không, chỗ này nó đang côn rồi. Nhưng mà đè cái này nó rộng lên thì nó mất cái ý tưởng của anh. Tại vì nếu mà anh hình dung là hàng tứ ếch ấy thì đây là phải lấy từ cái mầm này ra, lấy ra này, bắt đầu thu đây, lấy bóng ra đây. Cái này nó càng đầm càng lùn ấy thì nhìn cái dưới này của anh nó càng quý. Vì anh cứ rộng hướng lên mãi mất định hướng về bên trên là không được, là nó sẽ không còn quý nữa, nó không côn nữa. Đây làm sao chỉ khai thác đến đây là cùng lắm, khai thác đến mầm này. Thế là cái tay mới bỏ, hay là vấn đề tay bên đấy vẫn phải để chứ? Cái tay này vẫn để nhưng mà sẽ làm cho giật nó côn lại. Nó coi như là một cây dáng làng lùn đúng không? Đúng rồi đấy. Đấy, thì cái này mình phải bỏ, cái này lên nữa, ví dụ thế. Đấy. Đúng rồi. Đúng không? Thì nó đẹp hơn rồi, đỡ phải quay sang này thì nó lại đè vào đây nó xấu. Đúng không? Thì ví dụ mình vẽ cái này để làm sao cho nó thấp hơn cái tay bên kia tí. Được rồi. Yeah. Đúng rồi. Đấy. Lấy cái thằng này ra, lấy lùa ra đây là quần. Những thằng này là
hai thằng này, ví dụ hai thằng này đang lưỡng là anh phải chụp một thằng trước đây. Thứ nhất là cả cái trục này nó thẳng quá. Cắt đây cái để cho nó mở cái phần cung cầm này ra. Xong lấy tiếp cái này ở cung lùa đây này. Lấy thằng này lùa này. Chứ không phải lấy ra thằng này, lấy thằng này là dài, cả đường này thẳng. Anh càng lấy thì cái này nó vô bên dưới, nó càng thẳng dưới, nó chạy ra. Đây, anh ngậm đây một phát, không lấy thằng này vòng lùa lại, hoặc lấy một thằng nào ở đây này, lùa lại đây. Lùa xuống dưới đây. Thằng trong cái góc này thẳng lắm anh ạ. Đúng rồi, nó đang thẳng. Nếu nhìn từ bên này thì nó thẳng tắp mà. Đâm vào mặt luôn. Như thằng này thấy này, thằng này ví dụ chỉ lấy ra đến đây. Đây. Nó lại thành cái càng nhá. Thì chỗ đấy phải chỉnh ấy. Thì đấy, chỗ này vẫn phải lựa lại này. Nhưng cái phần thân trên này đấy cũng phải lên kết thúc đi chứ không múa mãi lên. Múa mãi cao quá. Cao quá thì nó sẽ mất nét rồi này. Cái của anh là gì? Cái của anh toàn bộ cái phần này nó đang rất quý rồi. Nhưng mình cái này nó cao quá. Ví dụ như cái này thì khắc tận này. Ví dụ khắc tận đây xong lấy một cái nên là bông làm quả phúc à? Nuôi được cả cái thằng này, lấy ở đây rồi, lấy phần ở đây, lấy cả cái bìu xoáy này nhá anh nhá, nuôi làm sao ở đây rồi lấy một cái thằng ngọn nó sẵn sàng đây này, nuôi giật ngọn xuống này, ngọn sàng. Đến đây là những phần trên này anh chỉ cần thu lại những cái tay trên này, cái tự nhiên cái phần này nó côn này. Đấy, lấy một cái nó xà sàng đây, lấy một bông lên chỗ này là được rồi này. Nhưng mà cái trên đấy nó vẫn giữ nguyên để cắt ngắn lại thành quả phúc luôn được đấy, ba bốn chân. Đúng không? Nó đang ba tay đẹp ba luôn. Anh cắt đến đây luôn này. Đấy. Không kết thúc không búa lên trên này nữa. Thì cắt nó gọn lên đây. Cái phần này nuôi sau nó cũng kỹ mà. Cái cổ này nó cũng rất đẹp. Đó. Đây là cái cổ của nó. Đúng rồi, cổ nó đang chạy đường chạy đẹp ấy. Đoạn đấy nó đang dẹp luôn ấy. Chạy dẹp ấy. Ví dụ như bây giờ nhá, bây giờ anh thu hết những cái này rồi lấy mà bơm về xuống này làm quả. Thì kết thúc nó nhanh. Mà trên không phải vẽ vời nhiều đúng không? Vẽ gì đâu. Thì anh cứ lấy lén xuống là lấy thành bông một quả phúc như đấy thôi. Và cái cổ này của nó đang cũng đang đẹp rồi. Bỏ đi thôi. Đấy anh cứ thu qua kia xuống, lấy những cái mầm gầm đây. Lấy những cái gầm này để làm thành bông này. Là nó đầm cây xuống ngay thôi mà. Không nuôi rổng lên nữa. Vẽ đứng kia là cao lắm. Cao quá mà nhìn cái đường thân nó thẳng. Anh chỉ lấy chính cái điểm này làm cổ ngọn thôi, mà là ngọn nó nằm đây luôn này. Vẽ luôn ở đây. Thì cây nó đầm. Nhân nhiều lời sợ lắm. Đang gừng thôi. Con này vừa rồi anh đang tính đặt một cái tên này mà không biết là có được không. Anh nói cho anh đang tính đặt tên là tự quên mất nhỉ, nó nghĩa là nó liên quan đến con voi ấy. Nhưng mà tên tiếng Hán của nó đó. Tự nhiên bây giờ nó quên. Con bên kia thì là tính đặt là thừa tướng rồi, bởi vì nó là con trực, là phải đặt làm một phát có không đấy. Xấu như voi mammut thôi. Đấy, cắt hẳn cái trên trước anh cắt đấy.
bông ép bông tán tròn thời xưa đấy. Vâng. Xong cắt hết lại như này, cắt hết. Cắt nhà cắt rồi. Làm lại đuôi này của nó xong hết rồi cắt lại hết. Lại để cho nó thành cái đường chạy nó độc cái đoạn đuôi mà em thấy nó được chạy được. Rồi. Cái cung này của anh nên đi, theo em là nên đi. Nếu là em sẽ cho nó đi. Cái cung này. Vâng. Cắt ngắn lại hay là cắt cụt luôn. Lấy đúng lên cái chỗ kia làm ngọn là xong. Cái cung đây nó không giải quyết được cái điều gì. Nó đang thiếu tay, anh nghĩ nó đang thiếu tay. Thiếu tay như là anh Ninh nói. Cái này anh đang không tính tay đúng không? Rồi. Thì đang tính cái này tay 1 thì cái đấy tay 2. Thì bắt đầu nên là ngọn, còn các ngôi tay đỡ anh không nói. Ví dụ mình chỉ tính hai cái tay chính. Đấy anh đang tính thế. Đây là chốt 1 đấy đúng không? Ừ. Thì anh lấy cái chốt đấy là chốt 2. Anh lấy cái đấy chốt 2. Đấy. Nếu mà lấy đây, nếu đây là chốt 2 thì anh cần phải thu lại. Anh thì nếu mà em cắt thì nó độc cái bông này. Đấy, mà một cái cây to này nó phải nhiều. Thế thì anh phải dừng ở cái chốt đây ở đây thôi. Dừng ở cái tay này thôi. Dừng ở cái chi này này. Bỏ cái phần này nó mất, bỏ cái cùng ấy đi, cắt từ cái kẽm này đúng. Đúng rồi. Đấy cắt cái chỗ kẽm đấy đi. Thì ít nhất là nếu mà anh tính về tay thì nó được như thế. Nhưng mà tính về độ quái ấy, thì cái tay đấy mà của anh nó đi ấy, thì nhìn cái cây nó sẽ quái và nó đầm hơn nhiều. Nhưng mà lấy ra đấy mà anh tính chốt lấy đây cũng được. Bởi vì là mình đây anh em mình chia sẻ này, nếu cây này nó là cái tay nó rất to. Rồi. Nếu giả sử cắt lên đấy đi mà lại muốn vẽ cái tay khác. Ừ, thế thì không bao giờ đuổi kịp được. Đấy, mà nuôi rất lâu. Đấy mình phải nói. Đấy một năm đây mới được như này. Rồi. Thì bây giờ nuôi nó sẽ rất lâu, bao giờ nó đuổi kịp. Không đuổi kịp được. Thế tại sao anh mới vừa rồi mới nghĩ nó phân vân nó ở cái chỗ đấy. Là nếu giả sử thằng này là tay 1 thì còn phải đầu tiên là tay xong mới ra chân chi không? Thì cái đấy phải bắt buộc để cung nắm là gọi là cắt giật hẳn đến đây. Rồi. Xong thì mình bắt đầu vẽ lại ra. Thì cái độ nó phải giật vào nhỉ. Đấy, giật là giật hẳn đến cái chỗ khớp khứa rồi. Đấy xong rồi do đến lúc mình lấy đến đâu nữa thì mình lại diễn tiếp. Trong cái cong kia là hơi đảo đúng không? Đấy. Đúng không? Không thì nếu mà muốn giữ lại thì xử lý bằng cách can thiệp cho nó méo đi thôi. Như cái này là một cái quan trọng nữa này, anh Ninh này. Cái này anh không xử lý là cây sẽ ốm này. Đây là dưới này tiêu đây tiêu rồi. Bây giờ anh phải móc hết đây ra, đục nước đây này, thông nước đây này. Cứ tưới là nó lọc nước trong đây và dần dần nó tiêu tâm ấy. Nó thành vọng đây này. Chỗ là chết rồi. Đây chết này. Mục hết đây. Khai thác chỗ này ra nhá. Đây. Cái chỗ này là chắc chắn là đang bị bên trong nó đang vậy. Coi như chết ruột rồi. Chết ruột. Nó lại tiêu tâm. Nó tiêu tâm. Nếu anh cứ để đây nó sẽ bắt đầu nó ăn dần đây cây nó ốm. Khoan này này. Đây này, bây giờ khoan rồi đục. Và cái chỗ kia đục ra bôi ấy nào. Bôi keo. Bôi keo xong khoan xuống. Khoan để cho nó thoát nước. Đây những cái này của anh này. Mấu đang mục đây này, anh này. Đấy. Khả năng ở chỗ này trên này là có chỗ nào nó đang bị đọng nước này. Đây này. Đây, những cái đấy nuôi là phải hết sức chú ý những cái điểm này. Đây này. Cái này có lỗ rồi anh. Anh vét nó ra xong rồi bôi keo trồng thấm vào. Chọc ra. Phải có những ví dụ như cái cổ mà nó hứng như này thì mình phải có cái đường thoát nước. Ví dụ nếu mà không có trên thì cái dưới này vô tư đúng không? Đúng rồi đấy, chính xác. Đúng rồi. Nó sẽ liền mai mốt nó liền nó ngọt mà. Nó bịt lại. Như những cái sẹo to như này, nước nôi là lúc nó tưới nó vào nó đọng trong này nó sẽ hứng lại. Đúng rồi. Thì đấy. Tưới hàng ngày đang kiểu gì chập. Đấy là kiểu gì mình cũng phải khai thác hết. Đặc biệt là những cây cao cao ấy, nó có những cái điểm nó cháy nó trũng ấy anh. Không ấy là nó tiêu đấy. Ví dụ như mình nhìn mé đằng sau này thì đấy tại sao nhìn đằng trước thì nó thành cái cung. Rồi. Nhìn đằng sau nó lại thành một cái đường chạy. Rồi. Nhìn đằng này thì đỡ hơn. Đấy. Tại sao cho nên là khi mình muốn đẻ lúc anh đẻ là anh tính làm sao đừng nó thành một cái tay hai. Rồi. Khai thác vâng, đây cái đẹp như chỗ này vẫn cần khai thác nó nổi cục này. Đây khai thác chỗ đấy thế nào?
Bây giờ ví dụ như đi cái này đúng không? Đi cái này là lấy cái phần chân bên trong này. Thì cái ống nổi lên đúng không? Bây giờ cái này đi đã này. Thì lại móc cái phần chân bên trong này, móc sâu cái này, chỗ này xuống này. Cái chỗ này, ví dụ cái phần cháy này giảm nó xuống này. Để làm sao rồi cái chỗ phần này nó giữ lại toàn bộ cái phần này. Hoặc là có thể giảm cả cái này nữa. Đấy. Để lấy xuống những cái chân bệ này, hoặc là những cái phần cháy này bỏ đi, bục bớt nó đi này. Thu bớt lại, lấy những phần chân bên dưới này thôi. Nói tóm lại làm sao để nhấn nhá, làm sao để cả cái mảng này, này mảng khối này. Nó không bằng và nó không bệt nhau này. Và khi mà những cái này mà nó được thu bớt lại ấy, thì anh hình dung là cả cái mẫu này nó sẽ tôn lên đây này. Đấy chưa? Đây. Đây anh cứ quay này, bây giờ anh bịt hai cái này lại. Anh quay nó nhìn nó khác ngay. Thì bỏ ra nhìn nó vè nó cả một cái mảng. Đúng rồi. Cái này mà khi móc được cái này đi thì cái chân này nó sẽ ăn sâu vào trong này. Anh hình dung là cái này nó sẽ bạt cái phần này đi và cái phần này nó vẫn còn đây này. Móc mỗi cái chỗ này đi, cấu cái này vứt ra. Cái này dưới vẫn còn đúng không? Đấy, còn cái này cấu cả cái này đi này. Thì bên trong này cái điểm dễ nhuyễn ở trong bên trong này. Nó sẽ còn nổi được cái này, nó nổi được cả. Nó nổi cả được cái này, nó khoe được cả cái vè này của anh lên này. Cái vè càng cao lên đúng không? Càng cao lên thì nó được càng đẹp. Cái này anh thế này, cái này phần dễ âm này cũng rất đẹp đây này. Dễ già dễ âm, dễ này rất đẹp. Dòng này bao giờ dễ loại to như này, nó bao giờ nó cũng sẽ có cốt xịn bên trong. Đúng rồi. Nó vì luôn nuôi béo thì bao giờ nó cũng phải có cốt xịn trong nó mới. Cái khác gì cây của Kiên đấy, nó móc bên trong. Cây nào? Cây bom nguyên tử đấy. Đấy, tóm lại là cây thì nhiều rễ thì rất tốt, nhưng mà rễ làm sao nó phải côn quắp, nó phải cái rễ phải cắt giật, tóm lại không phải tay cắt giật mà còn rễ phải cắt giật, rễ càng cắt giật được nhiều thì nó càng đẹp, tay cũng thế, tay chỉ thế. Vâng đúng ạ. Hai mà với những dòng điền này khi mà mình cắt chuyển được ấy, đấy. Khi mình cắt chuyển được thì nó sẽ đúng rồi thì sao? Cho nó cái thành cái khóa đấy đúng rồi. Ví dụ cái móng này chẳng hạn, móng này thì ví dụ mình lấy chạy từ đây chạy quặp đây chẳng hạn, thì mình bỏ thằng này đi thì thằng này nó quặp đây quá lỗi quá đẹp luôn. Cái thằng này cũng này, cái gân này cũng bỏ đi này. Thế tóm lại là cứ càng côn thì càng đẹp. Có cái điều là mình có đủ khả năng và thời gian để làm kỹ không thôi. À cái này bảo mắt. Thời gian anh nên cho 5 năm nữa. Của nó ăn cả xuống đây rồi anh rồi móc hết. Anh xử lý ngay như cái này. Cho thợ hay anh nó rảnh rảnh anh ngồi thư thái anh lên đục cho một nghịch. Đục móc hết ra ở bên trong đấy em tin chắc là nó vẫn xuống tận dưới kia rồi. Móc ra bôi keo vào. Chủ yếu là cái đường thoát nước anh phải móc tạo được cái nào thì bôi cái đấy trước. Vâng, anh phải tạo được đường thoát nước trước không là nó ốm cây. Cây ốm nhá, anh hình dung là nó sẽ cứ bỏ dần một dần một dần một thời gian là tự nhiên không hiểu sao nó cứ cháy xong nó chết, nó lụi dần đấy. Cây đang bị ốm ấy. Thì cái hố kia rất là to kìa. Nhà trước tại sao phát hiện cái đò, tại vì hôm cái đợt đấy chú Châu làm một cây ở bên ngoài nhìn nó rất là ngon, nhưng mà khi mà chạm vào đấy rồi móc bên trong đầy nước mà nó đã tiêu tâm nhá, cầm nó rung này gần như nó chỉ có mỗi da bên trong không còn nổi, cây nó bị yếu, cây nó suy nó cây, không cây luôn. Da nhưng mà nó lại phải có gỗ để nó như kiểu xương mình ấy, người không xương ấy, và nó yếu lắm.